Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã đạt được một thỏa thuận đưa những binh sĩ Ukraine bị thương ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 5 tuyên bố một lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong thời gian diễn ra hoạt động sơ tán và binh sĩ Ukraine bị thương sẽ được đưa tới một cơ sở y tế ở thị trấn khu vực Lyhy Donetsk, miền đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một hành lang nhân đạo đã được mở để phục vụ mục đích này. Cùng ngày, theo hãng tin AP, quân đội Ukraine xác nhận thông tin của Bộ Quốc phòng Nga và cho biết hơn 260 binh sĩ của nước này đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal và đưa đến các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga, bao gồm 53 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện ở Novoazovsk. Ukraine đã đề xuất với Nga về việc sơ tán 38 trong số những binh sĩ bị thương nặng nhất hiện đang cố thủ trong nhà máy Azovstal, đổi lại Kiev sẵn sàng trao trả một số binh sĩ Nga bị bắt giữ.